Nguyện cho tất cả chúng sinh được khuôn mặt lìa nét giận hờn, được khuôn mặt tất cả pháp, được khuôn mặt không chướng ngại, được khuôn mặt thiện kiến, được khuôn mặt tùy thuận, được khuôn mặt thanh tịnh, được khuôn mặt lìa lỗi lầm, được khuôn mặt viên mãn của Như Lai, được khuôn mặt khắp tất cả mọi nơi, được khuôn mặt vô lượng tốt đẹp. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí mũi. Bồ Tát bố thí mắt tai mũi rồi lại đem căn lành tu tập hồi hướng cho chúng sinh. Hiện tại Ngài lại cứ nghĩ đến ngũ quan tốt đẹp, nếu chẳng có một khuôn mặt đẹp thì đó chẳng phải là thiếu sót một cái gì lớn lao trong cái đẹp chăng? Cho nên Bồ Tát lại phát nguyện, nguyện cho tất cả chúng sinh được lìa khuôn mặt giận hờn. Giận hờn là khí phẫn uất trong tâm biểu hiện ở trên mặt, khiến cho người thấy phát sợ. Bồ Tát nguyện cho chúng sinh đừng có khuôn mặt hung ác, mà đắc được khuôn mặt từ bi, khuôn mặt tất cả pháp. Tức giống như khuôn mặt của Bồ Tát, nhìn được khuôn mặt này thì tự nhiên sẽ minh bạch tất cả các pháp, sùng kính tất cả các pháp. Khuôn mặt không chướng ngại, khiến cho người một khi thấy được bền sinh tâm thuận lợi, tâm hoan hỷ. Khuôn mặt khéo thấy, khuôn mặt thiện lương, chánh trực, khuôn mặt tùy thuận. Người tâm tính khiêm hòa thì khuôn mặt của họ biểu hiện rất tùy hòa, chẳng cố chấp, ở đâu cũng khiến cho mọi người vừa ý, cho nên người khác cũng nghe họ chỉ dạy. Khuôn mặt thanh tịnh, khuôn mặt thanh tịnh có hai đặc điểm đặc trưng. Một là biểu hiện bên ngoài thanh tịnh, sắc da bên ngoài nhẵn bóng sạch sẽ, chẳng có bệnh hoạn gì hết, mặt mày sáng sủa như trăng rằm, thường hiện ra dáng vui vẻ tươi cười. Riêng về phương diện khác, phàm là người có tướng mặt hòa mục này thì nhất định là vị quân tử có tâm thanh tịnh, phẩm đức thanh cao. Nếu là người xuất gia tu đạo, nhìn thì biết vị đó là cao tăng đắc đạo, công phu thiền định, đã đến lưu hòa trường thanh, phương diện ba nghiệp tuyệt đối xa lìa tạp nhiễm, vị tướng theo tâm chuyển, khuôn mặt lìa lỗi lầm. Người ba nghiệp thanh tịnh thì xa lìa tất cả lỗi lầm, tâm của họ bình dị, cho nên sắc mặt của họ tự nhiên, thường hiện ra biểu hiện hân hoan vui vẻ như thường gần gũi người tốt này, thì sẽ được đồng hóa họ, cũng sẽ lìa khỏi lỗi lầm, làm người thiện lương thanh bạch. Được khuôn mặt viên mãn của Như Lai, khuôn mặt của Như Lai chẳng phải văn tự có thể hình dung được. Các vị có thể đến chùa vào chánh điện, bất cứ góc độ nào bạn từ từ chiêm ngưỡng tướng vị Phật lớn chính giữa, dùng tâm thanh tịnh, tâm tôn trọng, tâm cung kính nhìn tướng của Phật, tâm thần lãnh hội, thì bạn sẽ thể hội được tướng mạo của Phật viên mãn như thế nào. Khi bạn tiếp xúc đến thần quang của diện mạo Phật thì thân tâm thanh tịnh hân hoan vui vẻ, quên hết tất cả phiền não và tội nghiệp của thế gian. Sức cảm chiêu này là Phật đã viên mãn lục độ vạn hạnh trong quá khứ, tích tụ căn lành công đức thành tựu trong trăm kiếp. Bồ Tát phát nguyện hy vọng chúng sinh đắc được tướng mạo viên mãn của Như Lai, nhưng chúng sinh mê mờ, chẳng chịu tu hành, chẳng nghe chỉ dạy, đó là cô phụ khổ tâm của Bồ Tát. Lại nguyện cho chúng sinh được khuôn mặt khắp tất cả mọi nơi. Ở đây chẳng phải nói khuôn mặt đắc được lớn có thể khắp tất cả ở mọi nơi, mà là nói bạn có đức hạnh, có nhân duyên, bất cứ đến đâu cũng đều được mọi người cung kính hoan nghênh. Lại được khuôn mặt vô lượng tướng tốt, cũng có thể nói là khuôn mặt sinh ra để viên mãn đầy đủ, chẳng có chút thiếu khuyết nào. Ở trên là hồi hướng căn lành tu tập của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí mũi, hy vọng chúng sinh đắc được sự hồi hướng có một khuôn mặt tốt. Vì khiến cho chúng sinh rốt ráo được nhập vào các Phật Pháp, vì khiến cho chúng sinh rốt ráo nhiếp thọ các Phật Pháp, vì khiến cho chúng sinh rốt ráo thấu rõ các Phật Pháp, vì khiến cho chúng sinh rốt ráo trụ trì các Phật Pháp, vì khiến cho chúng sinh rốt ráo thường thấy các Như Lai, vì khiến cho chúng sinh thảy đều chứng được pháp môn của Phật, vì khiến cho chúng sinh rốt ráo thành tựu tâm không thể hoại, vì khiến cho chúng sinh đều chiếu rõ chánh pháp của chư Phật, vì khiến cho chúng sinh khắp nghiêm tịnh cõi nước chư Phật, vì khiến cho chúng sinh đều được thân đại oai lực của Như Lai. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí tai mũi. Bồ Tát bố thí tai mũi cùng với sự hồi hướng căn lành của Ngài, mục đích của Ngài chẳng phải tham cầu công đức, mà là hy vọng chúng sinh khai mở đại trí huệ, chân chánh vào sâu tạng kinh, trí huệ như biển, là hy vọng chúng sinh quyết thực tiếp thọ pháp của chư Phật nói, mà còn có thể y giáo phụng hành, nhiếp trì không giải đãi,
lại muốn khiến cho chúng sinh đều minh bạch pháp của chư Phật nói, không có nghi hoặc, lại muốn khiến cho hết thảy chúng sinh an trụ vào pháp của chư Phật nói, vĩnh viễn không thối chuyển, lại muốn khiến cho tất cả chúng sinh thường thấy chư Phật, gần gũi chư Phật, lại muốn khiến cho tất cả chúng sinh đều tu chứng được pháp môn của chư Phật nói, viên mãn quả vị Phật, lại muốn khiến cho tất cả chúng sinh thành tựu tâm tin kiên cố như kim cang, chẳng có gì có thể chướng ngại phá hoại được, lại muốn khiến cho tất cả chúng sinh đều minh bạch pháp của chư Phật nói, đắc được chánh pháp nhãn tạng, lại muốn khiến cho tất cả chúng sinh thảy đều dùng công đức thanh tịnh trang nghiêm cõi nước của chư Phật, lại muốn khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được đại oai đức thân kim cang bất hoại giống như Phật. Đó là những sự hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi ngài bố thí tài mũi. Phật tử, Đại Bồ Tát an trụ vững chắc ở trong cảnh giới tự tại, có thể dùng răng bố thí cho các chúng sinh, như thuở xưa Bồ Tát Họa Sĩ Vương, Bồ Tát Lục Nha Tượng Vương và vô lượng các Bồ Tát khác. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát tâm tin của ngài thâm sâu, nguyện lực kiên cố, buông xả tất cả, không chấp, không nương tựa, chuyên tâm tu hành pháp môn bố thí. Ở trong cảnh giới nhậm vận tự tại, có thể đem răng bố thí cho chúng sinh. Thuở xưa có vị Bồ Tát Hòa Sĩ Vương, vì khó xả mà xả được, nhẫn nại sự đau răng bố thí cho chúng sinh, cho nên đời đời kiếp kiếp ngài đắc được răng tốt đẹp nhất, do công đức đó được gọi là Bồ Tát Hòa Sĩ Vương. Lại như Bồ Tát Lục Nha Tượng Vương, có một câu chuyện như vậy. Lúc Đức Phật còn tại thế, có một đời đã từng thọ sinh làm Đại Tượng Vương Voi Chúa. Ngài sinh ra có 6 cái ngà dài rất trắng muốt. Một lần nọ bị ông vua Ca Sa biết được, bèn sai 5 người trên Đà La đi lấy, nếu lấy không được thì sẽ bị mất mạng. Họ vì bảo vệ mạng sống nên thân thể quấn y Ca Sa ngụy làm sa môn, tay cầm mũi tên độc vào trong núi tuyết chỗ con voi chúa Đại Tượng Vương ở để giết hại. Lúc đó voi mẹ ở xa thấy có người dương cung bắn, lập tức báo cáo cho Tượng Vương biết. Tượng Vương nghe rồi nhìn xem thì thấy đệ tử của Phật cạo râu tóc, mặc áo cà sa, ngược lại còn nói với voi mẹ rằng họ đều đã lìa ác tâm, chẳng còn hại chúng sinh nữa, mẹ đừng có sợ. Lúc đó những người trên Đà La thấy voi chúa không chạy trốn, bèn lấy mũi tên độc bắn trúng tim con voi chúa. Voi mẹ thấy tình hình như vậy kêu giống to lên, đàn voi nghe tiếng tụ tập lại, oán nộ muốn dùng chân đạp chết bọn trên Đà La. Voi chúa không oán giận, dùng thân bảo vệ họ và hỏi họ tại sao bắn ngài. Bọn trên Đà La bèn nói sự thật, voi chúa hoan hỉ, bèn dùng vòi nuốt hết 6 cái ngà dâng cho bọn trên Đà La lấy đem về phục mạng, và còn nói với đàn voi rằng ta thả bỏ thân mạng cũng chẳng khỏi tâm giết hại chúng sinh. Lại đối với trên Đà La nói, này tôi đeo ngài trắng bố thí cho các ông mà không phẫn không hận không xèn tiếc, nguyện đem công đức bố thí sẽ được thành Phật, diệt trừ bệnh phiền não của chúng sinh. Các vị, voi chúa tuy thọ bằng sanh thân thú, nhưng vì cầu Phật, cầu quả Phật chánh đẳng chánh giác, mà xảo bỏ thân mạng không xẻn tiếc, còn biết cung kính người xuất gia, đối với ác hạnh của họ cũng không báo thù. Chúng ta nghe qua câu chuyện này, có sự phản ứng gì? Bồ Tát hành Bồ Tát đạo, bố thí xả bỏ nội tài ngoại tài giống như vậy, có vô lượng vô số các Bồ Tát khác. Ở đây bất quá cử ra 2 vị Bồ Tát mà thôi. Khi Đại Bồ Tát bố thí răng, tâm của ngài thanh tịnh, ít có khó được, như hoa ỉu đàm. Đó là tâm bố thí vô tận, tâm bố thí niềm tin lớn, tâm bố thí từng bước thành tựu vô lượng, tâm bố thí điều phục các căn, tâm bố thí tất cả đều xả bỏ, tâm bố thí tất cả trí nguyện, tâm bố thí an lạc chúng sinh, bố thí lớn, bố thí tột cùng, bố thí thủ thắng, bố thí tối thắng, tâm bố thí chẳng có lòng hiềm ghét thù hận. Đại Bồ Tát khi ngài bố thí răng thì tâm của ngài rất thanh tịnh bình tĩnh, chẳng có chút vọng niệm nào, cũng chưa từng cảm thấy đau đớn. Trình độ an tĩnh như thế thật là ít có, giống như hoa ưu đàm, thời gian rất lâu mới nở một lần, thời gian nở lại rất ngắn. Người thấy được thứ hoa này cũng rất ít. Lúc đó tâm của Bồ Tát sung mãn tâm bố thí vô tận, hy vọng mình có thể vĩnh viễn hành bố thí lớn, lại sinh khởi ý niệm tâm tin lớn, dùng tâm tin nguyện lớn nhất bố thí răng của mình, lại hy vọng có thể từng bước thành tựu vô lượng tâm bố thí lớn. Chẳng những chỉ có thể bố thí răng
mà thân tâm tính mạng của mình đều có thể xả bỏ được, lại có thể điều phục thân tâm năm căn của mình đều được an nhiên tự tại, chẳng cảm thấy chút đau khổ nào, lại đối với tất cả nội tài ngoại tài đều bố thí được hết, chẳng có chấp trước cũng chẳng xẻn tiếc. Bồ Tát hành sự là dùng trí huệ để thực hành, vì nguyện lực tức là căn lành, cho nên ngài hành bố thí chẳng phải là mù mắt. Ngài phải quan sát nhân duyên, rồi sau đó mới làm, tất cả đều căn cứ vào trí huệ và tâm nguyện mà bố thí. Mục đích ngài bố thí chẳng phải là vì viên mãn công đức của mình, mà là vì khiến cho chúng sinh đắc được an lạc, có tâm xả mình vì người, thì tự nhiên ngài sẽ viên mãn bố thí ba la mật. Bồ Tát thiết lập hội bố thí lớn, người khác xả không được mà ngài đều xả được, người khác không làm được mà ngài làm được, cho nên pháp hội bố thí của ngài là hội bố thí lớn nhất, vô giá, phong phú nhất, hội bố thí toàn thiện tột cùng nhất, hội bố thí thù thắng hơn người khác, hội bố thí thù thắng nhất. Nếu có người cần thân mạng của ngài thì Bồ Tát cũng chẳng có tơ hào do dự bố thí cho họ, mà còn chẳng sinh chút tâm hiểm hận nào, thảy đều xả thí cho người xin. Bồ Tát dùng đủ thứ tâm ít có khó được như vậy để bố thí răng của ngài. Lúc đó Bồ Tát đem các căn lành hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh được răng trắng bén nhọn, thành tháp tối thắng, thọ trời người cúng dường. Nguyện cho tất cả chúng sinh được răng bằng phẳng đồng đều như tướng tốt của Phật, chẳng có hở thiếu. Nguyện cho tất cả chúng sinh được tâm điều phục, khéo hướng về hạnh ba la mật của Bồ Tát. Nguyện cho tất cả chúng sinh được miệng lành thanh tịnh, răng bóng trắng, hiển hiện phần mình. Nguyện cho tất cả chúng sinh được răng trang nghiêm, có thể nghĩ nhớ, miệng được thanh tịnh, không có tướng xấu. Nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu đầy đủ 40 cái răng, thường tỏa ra đủ thứ hương thơm ít có. Bồ Tát phát tâm ít có như ở trên đã nói rồi, lại đem căn lành của ngài bố thí răng hồi hướng như vậy. Tôi nguyện cho tất cả chúng sinh được răng trắng sạch, bén nhọn, có hình dáng giống như tháp, tiếp thọ trời người cúng dường thức ăn uống thượng hạng. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được răng rất bằng phẳng đồng đều ngay hàng, giống như Phật có tướng tốt về răng, không hở cũng không thiếu khuyết. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được thân tâm an nhiên, năm căn điều thuận, chẳng cấp tốc thô tháo, cũng chẳng nổi giận, nhu hòa khiêm nhường, khéo tu tập các hạnh môn hướng về lục độ vạn hạnh của Bồ Tát tu. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được nghiệp miệng thanh tịnh, thường nói lời trần tránh, răng trắng khiết, răng rất bóng sáng, hiện hiện phân minh rõ ràng. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được răng đoan tránh toàn mỹ, miệng cũng đặc biệt thanh tịnh. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu đầy đủ 40 cái răng. Tại sao phải nguyện cho chúng sinh đầy đủ 40 cái răng? Vì 40 cái răng rất khó có được, là bậc đế vương đại phú quý mới sinh ra có đủ 40 cái răng. Phật là đấng pháp vương, bậc đại giác phước huệ đầy đủ, cho nên ngài có 40 cái răng. Ngài Thanh Lương Quốc Sư tả Kinh Hoa Nghiêm sớ sao là Bồ Tát thị hiện cũng có đủ 40 cái răng. Vị đại Bồ Tát tu pháp hồi hướng này, ngài cũng hy vọng chúng sinh thành tựu đầy đủ 40 cái răng. Các vị mọi người hãy mau phát tâm tu hạnh Bồ Tát, bằng không khiến cho Bồ Tát thất vọng thương tâm. Ở trong răng thường thường tỏa ra đủ thứ hương thơm ít có, thứ hương thơm đó rất tự nhiên từ trong răng, theo sự hô hấp nhẹ nhàng tỏa ra trong không khí, tuyệt đối chẳng phải là nước dầu thơm. Nguyện cho tất cả chúng sinh ý khéo điều phục, răng trắng bóng như hoa sen trắng, có vân quay về bên phải, thành tựu chữ vạn. Nguyện cho tất cả chúng sinh miệng môi thanh tịnh, răng trắng sạch, phóng ra vô lượng quang minh, chiếu sáng khắp cùng. Nguyện cho tất cả chúng sinh răng cứng sắc bén, ăn nhai kỹ không tham trước mùi vị, làm ruộng phước vô thượng. Nguyện cho tất cả chúng sinh nơi giữa răng thường phóng quang minh thọ ký cho các Bồ Tát đệ nhất. Đó là hồi hướng căn lành của đại Bồ Tát khi ngài bố thí răng, vì khiến cho chúng sinh đủ nhất thiết trí huệ thanh tịnh ở trong các pháp. Bồ Tát lại nguyện cho tất cả chúng sinh khéo điều phục ý căn của mình, ở trong ý niệm chẳng khởi tà niệm tham sân si, cho nên phải khéo tự điều phục, thường tu giới định huệ ba học vô lậu, sinh khởi chánh niệm, răng sinh ra trắng khiết sạch sẽ giống như hoa sen trắng, trên răng có vân quay về phía bên phải, thành tựu hình chữ vạn. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh miệng môi thanh tịnh, răng trắng khiết,
phóng ra vô lượng quang minh, chiếu sáng khắp cõi nước chư Phật trong mười phương thế giới, lại nguyện cho tất cả chúng sinh rằng sinh ra rất chắc và bén nhọn, bất cứ ăn gì đều nhai kỹ càng, chẳng có nuốt chửng. Tuy nhiên có răng tốt nhưng không tham trước ăn uống mà làm ruộng phước bậc nhất của chúng sinh, lại nguyện cho tất cả chúng sinh rằng thường có quang minh phóng ra, có thể thọ việc các Như Lai thọ ký đệ nhất. Nói Bồ Tát khi nào sẽ thành Phật, cõi nước tên gì, trụ kiếp như thế nào, trụ thế bao lâu, đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí rằng: Bồ Tát vì khiến cho tất cả chúng sinh đều đầy đủ nhất thiết trí huệ, ở trong các Phật Pháp sinh ra đại trí huệ, dùng đại trí huệ thanh tịnh này để giáo hóa tất cả chúng sinh. Phật tử, nếu có ai đến chỗ Đại Bồ Tát xin cái lưỡi, thì Ngài đối với người xin dùng tâm từ bi nói lời nhẹ nhàng khả ái. Như thuở xưa Bồ Tát Đoan Chánh Diện Vương, Bồ Tát Bất Thoái Chuyển và vô lượng các Bồ Tát khác, các vị đệ tử của Phật, nếu có người nào đến chỗ Đại Bồ Tát xin cái lưỡi của Ngài, thì lúc đó Bồ Tát dùng tâm đại từ đại bi và dùng lời nói rất hòa mục khả ái đối với người xin. Như thuở xưa có vị Bồ Tát Đoan Chánh Diện Vương, Bồ Tát Bất Thoái Chuyển và vô lượng vô số các Bồ Tát khác bố thí cái lưỡi, vì Bồ Tát muốn viên mãn bố thí ba la mật thì phải xả bỏ nội tài. Nhưng người xin nội tài thật là ít có, cho nên Bồ Tát thấy có người đến xin nội tài của Ngài thì phát tâm hoan hỷ, tâm cung kính, vui vẻ nói năng dịu dàng mà bố thí. Phật tử, khi Đại Bồ Tát vào trong các cõi thọ sinh thì có vô lượng trăm ngàn ước na do tha chúng sinh đến xin cái lưỡi. Khi đó Bồ Tát đặt người đó trên tòa sư tử, dùng tâm không sân, tâm không hại, tâm không hận, tâm đại oai đức, tâm sinh ra từ giống tánh của Phật, tâm trụ chỗ Bồ Tát trụ, tâm thường chẳng trược loạn, tâm trụ nơi thế lực lớn, tâm không chấp nơi thân, tâm không chấp nơi lời nói, hai gối quỳ xuống đất, mở miệng thè lưỡi ra, tâm từ bi, lời nói nhẹ nhàng, nói với người xin rằng: Này thân này của tôi đều thuộc về ông có thể lấy lưỡi của tôi tùy ý mà sử dụng, khiến cho nguyện vọng của ông đều được đầy đủ. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát khi Ngài tu Bồ Tát hạnh, thường thọ sinh ở trong sáu nẻo. Ở trong những thế giới đó, thường có vô lượng số trăm ngàn ước na do tha chúng sinh đến xin cái lưỡi của Ngài. Khi ấy, Bồ Tát đặt người xin lên trên tòa sư tử. Tâm của Ngài an tĩnh, chẳng có tơ hào phẫn uất, cũng chẳng có tâm giết hại chúng sinh, cũng chẳng có tâm oán hận ai, chỉ dùng tâm thành tựu đại oai đức, tâm từ bi từ trong giống tánh của Phật chảy ra, tâm vô ngã rộng lớn trụ chỗ trụ của Bồ Tát, tâm thanh tịnh chẳng điên đảo cũng chẳng ngu si, tâm trụ nơi địa vị thế lực lớn, tâm chẳng chấp trước đối với thân, tâm cũng chẳng chấp trước đối với lời nói. Bồ Tát dùng 10 thứ tâm thanh tịnh thủ thắng đó, hai gối quỳ xuống đất, mở miệng ra, thẻ lưỡi ra cho người xin xem, tâm từ bi nói lời nhẹ nhàng với người xin rằng: Hiện tại thân thể đây của tôi hoàn toàn thuộc về ông, tùy ông muốn làm gì thì làm. Ông muốn cái lưỡi của tôi thì có thể cắt lấy đi, khiến cho nguyện vọng của ông được tùy tâm mãn nguyện. Lúc đó Bồ Tát đem các căn lành hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh được lưỡi cùng khắp, đều có thể tuyên nói diễn bày các pháp lời nói. Nguyện cho tất cả chúng sinh được lưỡi che trùm cả mặt, lời nói ra không hai, thảy đều chân thật. Nguyện cho tất cả chúng sinh được lưỡi che trùm khắp tất cả cõi Phật, thị hiện thần thông tự tại của chư Phật. Nguyện cho tất cả chúng sinh được lưỡi mềm mỏng, luôn thọ được hương vị thanh tịnh, thơm ngon thượng hạng. Nguyện cho tất cả chúng sinh được lưỡi biện tài, dứt trừ được tất cả lưới nghi của thế gian. Nguyện cho tất cả chúng sinh được lưỡi quang minh, có thể phóng ra vô số vạn ước quang minh. Nguyện cho tất cả chúng sinh được lưỡi quyết định, biện nói các pháp chẳng cùng tận. Nguyện cho tất cả chúng sinh được lưỡi điều phục khắp, khéo khai thị tất cả bí yếu, những lời nói ra đều khiến cho họ tin thọ. Nguyện cho tất cả chúng sinh được lưỡi thông đạt khắp, khéo nhập vào tất cả biển ngôn ngữ. Nguyện cho tất cả chúng sinh được lưỡi khéo nói tất cả các pháp môn, nơi lời nói trí đều đến bờ kia. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí lưỡi, vì khiến cho chúng sinh đều đắc được trí viên mãn vô ngại. Lúc đó Bồ Tát, Ngài đem đủ thứ căn lành tu tập hồi hướng như vậy. Ngài nói: Tôi nguyện cho tất cả chúng sinh
đều đắc được lưỡi dùng khắp pháp giới, đều nói được lời nói của mỗi cõi nước, lại nguyện cho tất cả chúng sinh được lưỡi che trùm cả mặt. Khi thẻ lưỡi ra thì có thể che trùm khắp cả khuôn mặt, lưỡi của Phật là như thế. Tại sao lưỡi của chúng ta ngắn và nhỏ? Vì chúng ta ưa nói dối, lâu dần thì thụt vào ngắn và nhỏ như vậy. Nếu như học theo Phật không nói dối, giữ giới thanh tịnh, thì mỗi người đều có thể được lưỡi che trùm cả mặt, lời nói không hai thảy đều chân thật, tức là không nói dối, thành thật không dối trá, lời nói có uy tín. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được lưỡi che khắp tất cả cõi Phật, có tướng lưỡi rộng dài che khắp 3.000 đại thiên thế giới và tất cả cõi nước chư Phật. Lại có thể thị hiện sức thần thông nhậm vận tự tại của chư Phật. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được lưỡi mềm mỏng, luôn luôn thọ được hương vị ăn uống thanh tịnh, thơm ngon thượng hạng. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được lưỡi biện tài vô ngại, dứt trừ được lưỡi nghi của người đời. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được lưỡi quang minh, cái lưỡi có thể phóng ra vô số vạn ức quang minh. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được lưỡi quyết định tất cả sự lý, cái lưỡi đều đắc được sự quyết định chánh quyết, biện luận diễn nói thật tướng của các pháp, chẳng khi nào cùng tận. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được lưỡi điều phục, đối với chúng sinh căng cường, khó điều khó phục, nghe được ngài khai thị thì lập tức hồi tâm thuận phục, nghe sự giáo hóa. Nếu giảng giải pháp môn bí yếu của chư Phật thì một khi hiển minh, chúng đều liễu ngộ tin thọ phụng hành. Đại đệ tử của Phật ngài Phú Lâu Na thuyết pháp đệ nhất, ngài đắc được lưỡi điều phục khắp này. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được lưỡi thông đạt khắp cùng, đối với hết thảy ngôn ngữ một khi lọt qua tai thì liền hiểu và nói được. Có thiên tài ngôn ngữ đắc được tam muội ngôn ngữ, cho nên nói khéo nhập vào biển ngôn ngữ. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được lưỡi phương tiện khéo léo, hay hoằng dương các thứ pháp môn, lời nói trí huệ của ngài đã đến được rốt ráo thành thục tột đỉnh bờ bên kia. Đó là hồi hướng căn lành tu tập của đại Bồ Tát khi ngài bố thí lưỡi, vì khiến cho tất cả chúng sinh đều đã được trí huệ viên mãn chẳng có chướng ngại. Phật tử, đại Bồ Tát đem cái đầu bố thí cho người đến xin, như Bồ Tát Tối Thắng Trí, đại trượng phu Quốc Vương Ca Thi và các đại Bồ Tát khác. Vì muốn thành tựu đầu trí huệ tối thắng nhập vào tất cả các pháp, vì muốn thành tựu chứng được đầu đại Bồ Đề cứu chúng sinh, vì muốn đầy đủ đầu tối đệ nhất thấy tất cả các pháp, vì được đầu trí huệ chánh kiến thanh tịnh, vì muốn thành tựu đầu không chướng ngại, vì muốn chứng được đầu bậc đệ nhất, vì cầu đầu trí huệ tối thắng thế gian, vì muốn thành tựu đầu trí huệ thanh tịnh ba cõi không thấy được đảnh, vì được đầu trí huệ vương thị hiện đến khắp mười phương, vì muốn được đầu tự tại đầy đủ tất cả các pháp không thể phá hoại được. Các vị đệ tử của Phật, đại Bồ Tát ngài lại đem cái đầu của mình bố thí cho người đến xin, giống như thuở xưa Bồ Tát Tối Thắng Trí, đại trượng phu Quốc Vương Ca Thi cùng với vô lượng vô số các đại Bồ Tát khác đều đã từng thực hành qua tinh thần bố thí đại vô úy. Mục đích các ngài thực hành bố thí này là vì muốn thành tựu đầu trí huệ thù thắng, có thể thâm nhập vào chân lý của các pháp, lại vì hy vọng chứng được đầu đại Bồ Đề giác đạo cứu hộ chúng sinh, cứu bạc chúng sinh thoát khỏi biển khổ sinh tử, lại vì muốn đắc được đầu tối đệ nhất đầy đủ thắng trí, thấy rõ chân lý của sự lý ở trong tất cả các pháp, lại vì muốn đắc được đầu có trí huệ thanh tịnh, chánh tri chánh kiến. Chánh tri chánh kiến là trợ giúp người, cứu hộ người, dẫn dắt người đi trên con đường tin phụng Phật Pháp, làm ảnh hưởng người phát tâm Bồ Đà. Nếu có người muốn xuất gia tu đạo thì khiến cho họ được thành tựu, khen ngợi họ, tài bồi tưới nước, khiến cho hạt giống Bồ Đà dần dần lớn lên. Làm như thế tức là biểu hiện của sự chánh tri chánh kiến, bằng không thì tức là tà tri tà kiến của kẻ ác. Lại vì muốn thành tựu đầu không bị bất cứ gì chướng ngại, tất cả đều thuận tâm như ý, xử lý đều viên dung vô ngại, lại vì muốn chứng được đầu của bậc đệ nhất thế gian, khiến cho chúng sinh đều có chỗ nương tựa, lại vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được đầu tối thủ thắng trên thế gian, có trí huệ vô thượng vi diệu, vĩnh viễn chẳng sinh tà kiến, chẳng dính vào lưới ngu si, lại vì muốn thành tựu đầu có trí huệ thành tịnh trong ba cõi không thể thấy được đảnh, lại vì muốn đắc được đầu vua trí huệ có thể thị hiện trong mười phương thế giới, cũng giống như đầu của Phật. Lại vì muốn được đầu đầy đủ chân lý của tất cả các pháp,
thông đạt vô ngại, thiên ma ngoại đạo không thể phá hoại được, đều tất cả tự tại. Phật tử, Đại Bồ Tát an trụ pháp này, tinh cần tu tập, vì đã nhập vào giống tánh của chư Phật, học Phật tu hành bố thí, ở chỗ chư Phật sinh niềm tin thanh tịnh, tăng trưởng căn lành, khiến cho những người xin đều được thỏa mãn, tâm được thanh tịnh, vui mừng vô lượng, tâm thanh tịnh, tín hiểu, chiếu rõ Phật Pháp, phát tâm Bồ Đề, an trụ tâm xà, và cần thờ thới, công đức tăng trưởng, sinh ưa muốn lành, thường thích tu hành hạnh bố thí rộng lớn. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát, Ngài rất an nhiên tự tại, dũng mãnh tinh tấn, truyền tu hạnh khó làm mà làm được, bố thí đầu, đó là biểu thị Ngài đã thâm nhập vào giống tánh của chư Phật, học hành vi của Phật và bố thí nội tài và ngoại tài. Ở tại đạo tràng của Phật, lắng nghe Pháp của chư Phật nói, sinh tâm tin thành tịnh, tăng trưởng căn lành, tối thắng, khiến cho những người đến xin đầu đều được mãn nguyện, tâm của họ thanh tịnh vô lượng, hoan hỷ vui mừng vô lượng. Vì tâm thanh tịnh tin hiểu của Bồ Tát đối với tất cả Phật Pháp đều thấu rõ, lĩnh ngộ, phát tâm Đại Bồ Đề, an trụ nơi tâm bố thí xả bỏ, vĩnh viễn chẳng thối chuyển. Ở trong cảnh giới thanh tịnh vô vi đó, các căn, sáu căn tự nhiên điều thuận, thờ thới căn lành công đức ngày càng tăng trưởng, trong tâm sinh ra ý niệm ưa thích làm lành, thường hoan hỷ tu hành phạm hạnh, lập pháp hội bố thí rộng lớn. Bấy giờ Bồ Tát đem các căn lành hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh được đầu Như Lai, được đảnh đầu không ai thấy, tất cả mọi nơi không bị che khuất, là thượng thủ nhất ở trong cõi nước của chư Phật, tóc xoắn về bên phải, quang minh thanh tịnh nhuần bóng, có chữ vạn nghiêm sức, ít có trong đời, đầy đủ đầu Phật, thành tựu đầu trí huệ, đầu tối đệ nhất ở trong tất cả thế gian, là đầu đầy đủ, là đầu thanh tịnh, là đầu ngồi đạo tràng viên mãn trí huệ. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí đầu, vì khiến cho chúng sinh được pháp tối thắng, thành tựu đại trí huệ vô thượng. Khi Đại Bồ Tát bố thí đầu thì đem đủ thứ căn lành công đức tu tập bố thí đối với chúng sinh hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh đều được đầu giống như Phật, tức là tướng đảnh Phật không ai thấy được, ở bất cứ chỗ nào cũng không thể nào che khuất quang minh đầu của Ngài. Ở trong cõi nước của chư Phật là tối thượng thủ bậc nhất, đầu tóc của Ngài đều tự nhiên xoắn về bên phải, màu tóc thuần tịnh, quang minh sáng bóng, tóc xoắn về bên phải hiện hiện ra giống hình chữ vạn, chẳng phải do sự nghiêm sức làm nên, mà tự nhiên thành tựu sự trang nghiêm ít có trong đời, đầy đủ hết thảy tướng tốt đầu của Phật, hiếm có trong đời thành tựu đầu có trí huệ, cũng là đầu đệ nhất ở trong hết thảy chúng sinh thế gian, là đầu viên mãn đầy đủ tất cả ưu điểm, thanh tịnh nhất ngồi đạo tràng thuyết pháp lợi sinh, viên mãn nhất thiết trùng trí. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí đầu, vì khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được quang minh pháp tạng thủ thắng nhất, thành tựu đại trí huệ vô thượng. Phật tử, Đại Bồ Tát dùng tay chân của mình bố thí cho chúng sinh, như Bồ Tát Thường Tinh Tấn, Bồ Tát Vô Ưu Vương và vô lượng các Bồ Tát khác. Ở trong các cõi, đủ thứ nơi sinh bố thí tay chân, dùng niềm tin làm tay, sinh khởi hạnh nhiều ích, qua lại xoay vòng sinh tu chánh pháp, nguyện được tay bóng dùng tay làm vật bố thí, chỗ thực hành chẳng không đầy đủ đạo Bồ Tát, thường dang rộng hai tay sẵn sàng bố thí, bước đi dũng mãnh không khiếp sợ, dùng sức tin thanh tịnh đầy đủ hạnh tinh tấn, trừ diệt đường ác thành tựu Bồ Đề. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát lại dùng tay và chân của Ngài bố thí cho những chúng sinh chẳng có tay chân, giống như thuở xưa Bồ Tát Thường Tinh Tấn, Bồ Tát Vô Ưu Vương và rất nhiều các vị Đại Bồ Tát khác. Khi các Ngài tại nhân địa hành Bồ Tát Đạo thì thường xót những chúng sinh cụt tay cụt chân, đến đem tay chân của mình bố thí cho họ, thả mình thọ khổ. Bồ Tát Đại Từ Đại Bi đối với chúng sinh khó xả mà xả bỏ được, khó nhẫn mà nhẫn được, khó nhường mà nhường được. Chúng ta người tu đạo nên thời khắc phản tỉnh, nhìn lỗi lầm của chính mình, đừng cứ đi giặt đồ dơ thay thế cho người khác, nói người ta dài ngắn, người khác là một mặt gương sáng của mình. Người ta có hạnh lành thì mình khen ngợi học tập, người ta có ác hạnh thì mình thương xót họ mà tự biết cảnh tình. Đừng tùy tiện phỉ báng họ, sân hận với họ, chán ghét họ,
Nếu có thể khuyên họ được thì giúp họ sửa lỗi hướng thiện, tức là lợi ích người là công đức lành. Người tu đạo quan trọng nhất là giữ giới, đối với cảnh giới không động vọng niệm, không sinh tâm tham dục, ngày ngày sám hối, phát nguyện, phát tâm bồ đề. Như thế mới có thể tăng tấn định lực, mới gọi là công phu nên làm. Hy vọng mọi người cố gắng học hạnh Bồ Tát, trừ khử sạch tập khí, mau bệnh của mình. Đại Bồ Tát tu hạnh bố thí, chẳng phải chỉ hành bố thí trong loài người, mà Ngài vào trong khắp chín pháp giới, sáu đài tứ sinh để thọ sinh. Ngài chẳng tiếc mạng sống, chẳng sợ gian nan khốn khổ, vào sâu trong đủ loại chúng sinh, giáo hóa điều phục, tế độ lợi ích họ, khiến cho họ đều biết bỏ tà theo chánh, cải ác hướng thiện, và còn bố thí nội tài tay chân của Ngài, vân vân. Tại sao dùng niềm tin làm tay? Vì tin mới có thể đi thực hành. Tin là nhân bố thí tay, có tài báu vật chất, từ trong tay bố thí ra, đó là quả của niềm tin nhờ tay.